Malaysia là có những sự tiến bộ, họ khẳng định việc họ vào chơi trận chung kết này là xứng đáng. Nhưng để đứng trên mục cao nhất thì không được bóng nào xứng đáng bằng U22 Việt Nam. Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đang nhận được những lời chúc mừng. Xin chào các bạn, mình là MBC. Vâng, vẫn là MBC Gaming. Giờ này mình không quay video nữa các bạn ạ. Mình năm nay 15 tuổi, mà chính xác hơn là 14 ạ. Mai sau mình sẽ làm về Ngọc Rồng. Ok anh em. Thì mấy nay mình đọc xem MT Gaming. Hệ thống buôn bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam, hoàn toàn tự động, uy tín, giá rẻ, chất lượng, hỗ trợ 24/24. Cái nào cứ vẽ lên. Mình sẽ cho anh em xem một cái. Mình ngang máy ra anh em ạ. Mình có hai máy. Hai máy. Thì ngày hôm nay chắc là mình sẽ làm một clip, đó chính là chia tay cái con đại 4 máy tính này. Đấy, sau như là gần 1 năm gắn bó với con này rồi đấy. Thì mình sẽ nhớ một đồ đại, đó chính là cái con này nó chưa mắc hạt này một tí. Anh em nào muốn mua lick thì hãy vào shop chumlick.vn anh em nhé. Lời mua lick an toàn và tiện lợi, truy cập ngay shop chumlick.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Mình vẫn còn trẻ trâu. Mà mình sẽ tải